Thưa quý vị, hôm nay anh chị muốn gửi tiếp đến quý vị phần 5 của cái thành ngữ mới mặc nghệt như mất sổ gạo của tác giả Nguyễn Thông. Ông viết tiếp về kho lương thực. Tháng 8 năm 1964, máy bay Mỹ đánh ra miền Bắc. Lứa chúng tôi sinh sau ngày hòa bình lập lại, vào độ tuổi lên 10, lần đầu tiên biết thế nào là chiến tranh. Lại những cuộc sơ tán người và tài sản, chỉ không giống thời Pháp từ vùng tạm chiếm ra vùng tự do, mà là kéo nhau về nông thôn. Các gia đình ngoài phố đưa con cái về nông thôn để tránh bom, bởi vì cái thời ấy người ta nghĩ rằng phố xá là cái nơi mà máy bay Mỹ nhắm đến. Thực tế thì có những phố bị bom, bị đánh phá, nhưng chủ yếu là những trận địa kho tàng, cầu cống, bến cảng. Những khu như Sở Dầu, Thượng Lý, Xi Măng, Cầu Niệm ở Hải Phòng bị bom, nhiều người chết, một phần do dính với những thứ ấy. Người lớn là cán bộ công nhân viên thì ở lại cơ quan nhà máy xí nghiệp để làm việc. Chỉ những người già cả, những người không có công ăn việc làm, người buôn bán thì phải đi sơ tán. Bọn trẻ con thì sơ tán 100%. Trường học quê tự dưng đông gấp đôi gấp ba. Tôi còn nhớ cái thời ấy có bài hát về đồng quê. Tôi chả nhớ của nhạc sĩ nào nữa bởi vì nó lâu quá rồi, cũng không tìm thấy dấu vết trên mạng kể cả Google. Cái người nhạc sĩ ấy viết riêng cho đám trẻ sơ tán. Tôi vẫn thuộc mấy câu như sau. Về đồng quê em vui chơi học hành, giúp đỡ gia đình cô bác bà con. Về đồng quê em đào mương chống Mỹ, phân bón gây thật nhiều cho đồng lúa xanh tươi. Lúa lúa ơi, em yêu cây lúa, lúa nuôi anh bộ đội diệt quân Mỹ xâm lăng. Về đồng quê em yêu mến lũy tre làng, chăm học chăm làm để cố gắng trở thành trò ngoan. Các bạn sơ tán của tôi á, bây giờ ít nhất cũng đã ngoài 60 rồi. Chả biết có ai còn thuộc cái bài hát này không? Kho tàng cũng phải sơ tán. Sau khi nhà tôi bị buộc tự nguyện vào hợp tác xã năm 64, thì ruộng đất phải góp vào hợp tác gần hết, trong đó có mấy sào ven đường. Thầy bu tôi trước đó mua ruộng đều mua những thửa ven đường cho nó tiện đi lại canh tác. Đôi lúc lẩn thẩn nghĩ, giá nhà mình cứ quyết không vào hợp tác xã, cứ làm ăn riêng lẻ cá thể, giữ được cái đám ruộng ấy tới bây giờ, đem phân lô bán nền, thì có khi còn giàu hơn Bill Gates. Một thửa phía đông nhà tôi được xây thành cửa hàng hợp tác xã mua bán, còn một thửa to hơn ở phía tây nhà thì được trưng dụng xây dựng kho lương thực của huyện. Còn một thửa nữa của nhà tôi cũng ven đường, nhà nước lấy xây kho phân đạm. Giờ thì tất cả đã thành nhà riêng của mấy chục gia đình. Hợp tác xã tan, đất đó bị đem bán, tiền chạy đi đâu chả biết, chứ nhà tôi thì không được xu nào. Cuộc cách mạng và giải phóng ở xứ này, về thực chất là cuộc chiếm đất, chiếm nhà dưới những hình thức mỹ miều. Ở miền Bắc trước năm 75 và ở miền Nam mà nhất là Sài Gòn sau năm 75 là như vậy. Chuyện cướp nhà đó, tôi sẽ biên kể kỹ lưỡng hơn trong một bài viết riêng. Chẳng phải vô lý mà người ta chế thêm cái lời bài hát Tiếng về Sài Gòn của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ thành Tiếng về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền. Tiếng về Sài Gòn, ta chiếm nhà thật to. Năm 65, kho lương thực bề thế xây xong. Gạo đổ về kìm kịp, chất đầy tới nóc. Để dự trữ nuôi quân ăn no đánh giặc, để chở dần ra tiền tuyến. Nhiều hôm, tôi sang ao kho để mà câu cá. Nhìn những bao gạo căng ninh ních, to như con lợn lai, kinh tế. Chỉ ao ước nhà mình có một bao, nấu nồi cơm trắng, không phải độn. Ăn thì sướng biết chừng nào. Thầy tôi bảo gạo của nhà nước, chúng mày vào đó chớ có đụng chạm tơ hào một hột nghe chữa. Thời gian đầu, hai ông thủ kho là ông Sáu và ông Minh. Các ông là cán bộ nhà nước, lúc nào cũng tề chỉnh. Ông Sáu có cái răng vàng, cười sáng lóe, chuyên mặc áo đại cán bốn túi. Mùa nực cũng như mùa lạnh. Ông Minh thì nhỏ người thấp bé, bỏ áo trong quần nghiêm túc. Hai ông hay qua nhà tôi uống nước chè, hút thuốc lào, nói chuyện vãng vài ba câu rồi về làm. Nhà kho to lớn hoành tráng như thế mà lúc nào cũng sạch bông. Các ông còn lấy tre nứa làm hàng rào lối đi, trồng hoa những cái chỗ đất trống. Có một lần, thầy tôi bảo ông Sáu, kho của các ông trông như công viên. Hai ông thích lắm. Thầy còn kể chuyện ông Minh tâm sự trông coi kho gạo cả nghìn tấn như thế, nhưng các ông cũng vẫn ăn độn đúng khẩu phần lương thực của nhà mình. Hèn gì, ông Minh gầy thật là gầy, người hom hem, chỉ ngoài 40 kg là cùng. Công nhận cái thời đó, cán bộ phần lớn tử tế đàng hoàng, có nhân cách, chứ không có như sau này.
Khoảng năm 68-69 thì hai ông chuyển đi kho khác. Về thay là cô Hoa miền Nam tập kết. Một mình cô trông coi, nhưng có sự phụ giúp của ba đứa con. Thằng Hùng này, cái Kiều Nga này, cái Hải Nam này. Chồng của cô là chú Võ Đại Dũng, người Huế, đang chiến đấu ở trong Nam. Cô Hoa cao to, nóng tính, tiếng oang oang, nên đám trẻ con chúng tôi đứa nào cũng sợ, thậm chí là không dám vào ao kho câu, chỉ sợ cô nghi vào lấy trộm gạo. Năm 70, một hôm nghe tiếng khóc gào thảm thiết bên nhà kho vọng sang. Tôi khều hỏi thằng Hùng, chuyện gì vậy? Nó bảo, ba em hy sinh rồi, giấy báo tử vừa đưa về. Từ bấy, cô Hoa lúc nào cũng thắt khăn tang này, ít nói hẳn, lặng lẽ. Mấy anh em Hùng Nga Nam rất là ngoan, dần dà làm nguôi ngoai cái nỗi đau của mẹ. Tôi rất thích tính thằng Hùng, nó cực kỳ chăm chỉ, ham đọc sách số 1. Không cuốn sách nào của nhà tôi mà nó không đọc, kể cả mấy cuốn hướng dẫn cách trồng rau của thầy tôi. Năm 72 tôi đi học xa nhà, mỗi lần về anh em lại tíu tít. Sau tháng 4 năm 75, mấy mẹ con cô Hoa dắt díu nhau về Nam, về quê chồng. Tôi không gặp lại mẹ con cô lần nào nữa, nghe anh trai tôi bảo là Võ Đại Hùng lái tàu hỏa hình như có một lần bị tai nạn nên gặp lôi thôi. Cái kho lương thực ấy bây giờ không còn một chút dấu tích gì nữa. Câu chuyện sẽ còn được tiếp tục. Khi nào tác giả ra bài viết, anh chị sẽ lại cập nhật và gửi đến quý vị.